OK, hello, xin chào mọi người. Không biết mọi người có nghe thấy mình nói không nhỉ? Chắc là trước khi mình bắt đầu cái livestream ngày hôm nay thì cho mình 1 phút để mình live cái video này lên trên fanpage của APC cũng như là trên các cái group Facebook của mình ha. OK, dạ. OK, xin chào mọi người. Xin chào mọi người đã quay trở lại với livestream ngày hôm nay cùng với Minh Lê và công ty Australia Pathway Consulting. Trong tuần vừa qua, nếu quý vị và các bạn theo dõi trên fanpage của công ty APC cũng như trên một số các phương tiện báo đài của Úc thì có thể thấy là có một thông tin mới mà đang có được cái sự quan tâm của rất nhiều người. Đó là thông tin về những cái cập nhật mới về số lượng các cái visa định cư có thay đổi trong năm tài chính 2020-2021. Đặc biệt là theo thông tin mà bên công ty APC mới nhận được thì là số lượng các cái visa định cư dạy tay nghề thì cũng có giảm khá là nhiều cho năm 2020-2021, và ưu tiên nhiều cho các dạng visa dạy đầu tư cũng như những visa liên quan đến partner visa. Thế tuy nhiên thì theo xu hướng chung thì bên Bộ Di trú của Úc cũng như là bên Bộ Nội vụ thì có nói rằng là số lượng các cái visa định cư dạng tay nghề trong tương lai vẫn là những cái dạng visa mà được sự ưu tiên của chính phủ Úc, và đặc biệt một số những cái ngành nghề đang được chính phủ Úc ưu tiên, đó là những cái ngành liên quan đến IT, liên quan đến engineering, những ngành liên quan đến education, đến healthcare hoặc là những ngành mà liên quan đến community service. Và chính vì vậy nên là trong cái buổi livestream ngày hôm nay thì Minh Lê rất là vui mừng được mời một trường nghề rất là nổi tiếng ở Úc, trường Melbourne Polytechnic, và đồng hành cùng với livestream ngày hôm nay của Minh Lê thì có chị Sai Wang làm đại diện phụ trách về tuyển sinh của trường Melbourne Polytechnic. Trong buổi livestream ngày hôm nay thì chị Sai sẽ chia sẻ với chúng ta những thông tin về trường, những khóa học của trường, cũng như là một số những cái thông tin mà quý vị có thể tham khảo thêm về các yêu cầu đầu vào của trường Melbourne Polytechnic. Ngoài ra thì trong buổi livestream ngày hôm nay sẽ có một phần chia sẻ rất là đặc biệt của một bạn sinh viên hiện đang học tại trường Melbourne Polytechnic, bạn Yến Nhi. Mặc dù không thể tham gia trực tiếp trong cái livestream này nhưng bạn Yến Nhi đã gửi cho chúng ta một video clip rất là vui, rất là bổ ích để mà chúng ta có thể hiểu hơn về những trải nghiệm của các bạn sinh viên khi mà học tập tại trường Melbourne Polytechnic. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chắc là Minh Lê sẽ mời chị Sion chia sẻ thêm một số những thông tin về trường để mọi người nắm thêm về trường Melbourne Polytechnic cũng như các khóa học của trường ha. OK, so good afternoon, Sion. Thank you so much for accepting our invitation to join this live stream today, together with Australia Pathway Consulting and all the prospective students from Vietnam and their parents. Yeah. So firstly, can you introduce about yourself, about Melbourne Polytechnic, so we have a better idea about the school and all the courses that are available at your institute? Yeah, sure. Thank you, Ming. Hello, everyone. I'm Sarah Wong from Melbourne Polytechnic. So I've been working with Melbourne Poly for 4.5 years, and really happy to have the opportunity today to share some information about our courses. And also thanks to APC to arrange this chance for us to communicate with each other. And also we've been working with APC for a long time. So after today's seminar, if you have any questions, or you have interest in our courses, just contact APC for like detailed information. Yeah. Cảm ơn chị Sai rất là nhiều. Thì chị Sai có giới thiệu sơ qua một chút xíu là chị Sai đã làm việc ở trường Melbourne Polytechnic cũng hơn 4 năm rồi. Và trong cái quá trình làm việc với trường Melbourne Polytechnic thì chị Sai cũng như là team ở bên trường đã hợp tác với cả bên công ty Australia Pathway Consulting rất là chặt chẽ. Và Australia Pathway Consulting cũng là cầu nối cho rất nhiều bạn sinh viên học sinh ở Việt Nam khi mà qua Úc và tham gia các khóa học của trường Melbourne Polytechnic. Và trong cái buổi livestream ngày hôm nay, nếu các bạn có bất cứ các cái câu hỏi gì thì các bạn có thể type vào trong phần comment, và sau đó thì bên APC cũng như là bên công ty bên trường Melbourne Polytechnic sẽ dành thời gian để trả lời các cái thắc mắc, các câu hỏi của các bạn trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Yep. So Melbourne Polytechnic is a government funding institute. So we set up from 1912
Now we have more than 100 years history. And currently we have more than 35,000 both local and international students studying with us. Well, among the total number, there are only no more than 5% of them are international students, which means like our international students will improve their English better and also have more chance to get involved in the local culture and also spend their personal networking within Australia. And we are doing some flexible term payments for international students with 4 payments per year. It's gonna release the financial burden for the students and the parents a little bit, we believe. And we don't charge any application fees or enrollment fees. It means as long as you have interest in any course, you can just contact with APC or contact us. And submit your application documents so we can have an assess and advise you whether the course is suitable for you or not, or what kind of additional documents you need to submit to us. And as a combination institution, so it means we are offering various level of programs, including certificate, diploma, advanced diploma, and up to bachelor and master degrees, and together with the basic foundation English programs. So we have small class sizes with 10 to 25 students maximum per group. It means students will have really close contact with their teachers. And also our teachers quite willing to spend their personal time after class to answer some questions especially for international students. And Melbourne Poly has 7 campuses in total in Melbourne, and each campus is quite easy access to public transportation. I will introduce later. And also for the new international students, we are arranging free airport pickup. Yeah, cảm ơn chị Sai Wang đã giới thiệu về trường Melbourne Polytechnic. Thì mình cũng xin brief một chút xíu các cái thông tin về trường. Thì trường Melbourne Polytechnic là trường của chính phủ Úc, và trường cũng có bề dày lịch sử hơn 100 năm. Trường được thành lập từ cái năm 1912. Và một đặc điểm rất là nổi bật của trường Melbourne Polytechnic đó là trường Melbourne Polytechnic có rất là nhiều các bạn sinh viên bản xứ theo học. Và trong số 35.000 sinh viên của trường thì chỉ có khoảng dưới 5% các bạn sinh viên là sinh viên quốc tế. Như vậy là khi mà các bạn theo học tại trường Melbourne Polytechnic thì các bạn cũng sẽ có cơ hội để thực tập tiếng Anh cũng như là sẽ hiểu hơn về văn hóa ở Úc, bởi vì số lượng các bạn sinh viên bản địa tham gia các cái khóa học của trường rất là nhiều. Thêm vào đó thì do trường là trường của nhà nước nên là trường cũng có những cái chính sách rất là linh động về vấn đề thanh toán tiền học cho học phí của các bạn học sinh. Thì thay vì các bạn phải đóng tiền học ngay từ đầu thì các bạn có thể đóng theo từng term, có ví dụ 3 tháng các bạn đóng tiền một lần. Ngoài ra thì trường cũng sẽ không có charge cái tiền application fee hay là trường enrollment hay là phí enrollment của các bạn. Ngoài ra thì các cái khóa học ở trường Melbourne Polytechnic thì rất là đa dạng. Các bạn có thể học những cái khóa từ cert 3, cert 4, diploma, đấy là những cái khóa về TAFE, về VET. Thế còn nếu mà các bạn muốn học cao lên thì các bạn có thể học những khóa bachelor, khóa bậc đại học và những cái khóa master, khóa bậc cao học. Thì trường có rất là nhiều các khóa học mà có thể phù hợp với nhu cầu của nhiều các đối tượng sinh viên khác nhau. Ngoài ra thì các cái lớp học ở bên trường Melbourne Polytechnic thì cũng khá là nhỏ. Các bạn không có phải là học một cái lớp học rất là đông người, đông học sinh, và số lượng học sinh rất là vừa phải, thì các bạn có cái sự tương tác với giáo viên cũng như các bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm với các bạn học sinh khác trong lớp nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì trường thì ở hiện tại là trường có 7 campus ở Melbourne với rất là nhiều các cái cơ sở vật chất tốt phục vụ cho việc học của các bạn. Thì trong những cái slide tiếp theo thì chị Sire sẽ chia sẻ thêm cho quý vị và các bạn một số những thông tin về các cơ sở vật chất của nhà trường cũng như các khóa học. Yeah. Here is a map of all our campuses. And from the CBD, we can see most of our campuses locating in northern Melbourne. And in total, we have 7 campuses shown in as the pink dot. But because there are only 4 campuses quite active and offering courses for international students. And Preston, which is our main campus, offering more than 50% of the programs. And for example, if you get on the train from the CBD for 25 minutes, you can reach
Preston Station, and after you get off from the train, you just need to walk 3 to 5 minutes to our campus. And it's quite similar to like Epping, Fairfield, Pran, like other campuses. Thì trường Melbourne Polytechnic thì có 7 campus tất cả. Tuy nhiên thì trong cái slide này thì bên trường có giới thiệu với các bạn 4 cái campus chính mà có nhận các bạn sinh viên quốc tế. Đó là campus ở Preston, Prahan, Epping và Fairfield. Thì các campus này của trường đều rất là thuận tiện đi lại vì đều gần các cái trạm xe buýt và trạm tàu. Chính vì thế nên là khi mà các bạn tham gia các cái khóa học của bên trường Melbourne Polytechnic thì các bạn không cần phải lo lắng về vấn đề đi lại bởi vì nó rất là thuận tiện và cũng như là các phương tiện giao thông công cộng ở Úc thì rất là dễ dàng cho các bạn đến các cái campus ở đây và tham gia các khóa học của trường. Yeah. Okay, then I will introduce more about our programs. So some of the students or parents may have a question like what's the difference between TAFE like us, the government institution TAFE, and the private providers or the universities. So firstly, comparing with the universities, like most of the universities offering from bachelor and master and above degrees, well, as a combination institutions, we are offering more in practical skills, like certificate, diploma, advanced diploma levels. And students can also package up to a bachelor and master degrees with us within the internal pathway options. And after you graduate, the bachelor or master degree qualifications is the same as you graduate from a university. So there's no difference within Australia or globally. And the difference between us and the private providers. So firstly, normally the private providers only have like one or two small buildings in a campus. But us, we do have the actual campus with several buildings, which means like we have full set of facilities for students to access to, which are going to be shown in this video later. And also like we are more stable in offering courses. So we cannot like offer and cancel the course quite frequently or like suddenly close down. So it won't happen with us. And also like student, we have more like qualified teaching resources. And we have about half of our teachers teaching at the universities at the same time. So it's the same teaching resources. And also like La Trobe Uni, they are sharing our teaching resources and also facilities in our Epping campus as well. So now I will introduce, firstly, Bachelor of Hospitality Management. Before that, I will play this this video and you can have a look at what the teachers and students saying and also our facilities for hospitality. Yeah, maybe before we have the video, I can briefly introduce a bit about the school. Yeah, thì như các bạn cũng biết là như mình có trao đổi ban đầu á, thì trường Melbourne Polytechnic thì có các khóa học từ bậc certificate 3, 4, rồi các khóa diploma, rồi ngoài ra thì trường cũng có những cái khóa bậc đại học và bậc cao học. Thì có rất là nhiều phụ huynh có đặt câu hỏi là không biết là những cái trường TAFE như trường Melbourne Polytechnic của chính phủ thì có sự khác biệt gì với cả các cái trường cung cấp các cái khóa học nghề khác ở Úc và các cái trường university thì có sự khác biệt như thế nào. Thì một đặc điểm rất là rõ về cái sự khác biệt đó là với những trường như trường Melbourne Polytechnic là trường TAFE của chính phủ thì có cơ sở vật chất rất là tốt bởi vì được sự đầu tư của chính phủ nên là trường có các cái phòng học đều được trang bị các thiết bị rất là tốt cộng với cả có cái cơ sở để mà cho học sinh có thể thực tập rất là tốt so với cả các trường khác. Ngoài ra thì do các khóa học ở bên trường rất là linh động, các bạn có thể học từ những cái bậc học về nghề lên đến các bậc cao hơn và với rất nhiều các khóa học khác nhau nên cũng mang lại cái sự lựa chọn nhiều hơn cho các bạn. Với các trường uni thì thường mọi người sẽ tập trung nhiều vào các cái khóa học của bachelor, về master thì sẽ đi nhiều về phần lý thuyết nhiều hơn. Tuy nhiên với trường TAFE thì sẽ đặt cao cái việc mà thực hành và sẽ cung cấp cho học sinh rất nhiều cơ hội thực hành để sau này sau khi tốt nghiệp các khóa học của trường thì các bạn có thể tự tin để có thể bắt đầu đi làm việc ở Úc hoặc là có thể các bạn quay trở lại Việt Nam hoặc các nước mà các bạn đến để các bạn có thể
làm việc. Thế thì trong cái buổi ngày hôm nay thì trường sẽ giới thiệu với các bạn một số những cái khóa học chính mà đang được sự quan tâm của các quý vị phụ huynh cũng như các bạn trong thời gian vừa qua. Và trước tiên thì có lẽ là sẽ nói về cái khóa học về Bachelor về Hospitality Management. Khóa học này hiện tại đang thu hút được rất là nhiều sự quan tâm của các bạn. Với cái khóa học này thì các bạn có thể thấy là các bạn có thể học 3 năm để đọc được cái bằng Bachelor, hoặc các bạn cũng có thể học Pathway, học từ Cert 4 để các bạn lên khóa Diploma, rồi các bạn học tiếp lên Bachelor. Và bây giờ thì có lẽ là trường sẽ show cho chúng ta xem một cái video giới thiệu về các cái cơ sở vật chất của cái khóa học Hospitality này, để các bạn có thể hình dung rõ hơn về cách học ở bên Úc như là các cái cơ sở vật chất của nhà trường khi mà dạy cho học sinh khóa học như vậy. At Melbourne Polytechnic, what we're doing so can you please really show the video for the people for the dynamic industry that is the Melbourne scene. The students here at Melbourne Polytechnic. Yeah. So can you show the video? I guess just a little glimpse of what it's going to be like, that you know we are trying to create that real life experience. I study in Melbourne Polytechnic because I love cooking. Cooking is one of my passions. I love the facilities, and I thought the Melbourne Polytechnic will give me the skills I need to keep learning and improving. Hospitality programs are delivered over three campuses, Preston, Prahran, and Collingwood. On Preston campus, we have six kitchens located. Kitchens specialise for the different streams we do, so patisserie, commercial cookery and bakery. We also have a specialist coffee and wine bar room, and also demonstration lecture theatre. Well, as you can see behind us here, we have a restaurant called St. George's, and that's where we really get the students to consolidate all the skills that we've given them, and they bring that into an environment where we're simulating real-world experience for them. Melbourne Polytechnic, we pride ourselves on having really good industry engagement across all our programs. Our students are able to compete in a range of competitions, both in industry and within other TAFEs. All staff employed within the hospitality department come directly from industry. I think Melbourne Polytechnic prepared me to find a job and also to work in industry in Melbourne or maybe in Australia or maybe overseas. 100% sure. My favourite aspect of working with the students is seeing a student with no skills, no confidence, no knowledge about the hospitality industry progress and mould and evolve into a person with confidence who feels like they could apply for a job and be successful as the applicant. Okay, Ming. Yes. Okay. Okay. We can continue now. I think we can continue now. Okay. The next course. Yeah. Yep. So what's shown in this video is our hospitality management program. It's more like a package. So you have like different options, either to apply for the bachelor individually with 3 years of the duration when you reach the academic IELTS 6 with no band below 5.5. And in the Bachelor of Hospitality, we do have like built-in capstone subject. So capstone means like you're facing to the real customers and help them to solve like a real issue or help them to set up a project, which you can just put into your resume and then show your potential employers later. And also I will talk about the work placement later for this course. And another option is to apply for the pathway package from like vocational level. So you can start from a certificate 4 of either commercial cookery or patisserie or hospitality management for 1 year, and then followed by diploma of hospitality management for half a year. And with a credit transfer, you will continue with a Bachelor of Hospitality for another 2 years. In total will be 3.5 years. So in this way, the entry requirement is lower. Just ask for academic IELTS 5.5 overall with no band below 5.0. And also like you're gonna save a little bit in your tuition fee, and also you have multiple graduate certificate.
So it fits students' different demands. And also, while you're doing the vocational level, you're going to be required to work in the our St. George's restaurant, which is open to the public, but for training purpose. Like in this way, you're playing different roles, like as a chef, as like restaurant manager or customer service. And then you will be really skill qualified and also job ready after graduate. That is. Okay. Then the next course I'd like to share with you is our Bachelor of Education in Early Years. So early years, including childcare and also primary schools. So the duration of the course will be 4 years. Well, the English requirement for this one is a little bit restrict because it's an education qualification. I'm gonna require academic IELTS 7 for each individual band. And also we require Australian Year 12 equivalent mathematic result. Well, in this way, after you study like full 4 years of the program, you'll be able to waive the IELTS result through the VTI registration when you graduate. So it's another benefit of studying with us. And in the course, it involved 130 days work placement. So you have to finish the work placement before graduation. Well, firstly, we will encourage the student to find out their own work placement. But if they are facing any difficulties, our teacher is happy to help them and make sure they're gonna go through the work placements. Well, if you cannot reach the high English level, there is another option for you is Diploma of Early Childhood Education and Care. So it's a 1.5 years course. It's only require academic IELTS 5.5, but there's no pathway from the diploma to the Bachelor of Education. So depends on your needs. You can choose different level of the program. Yeah. Thì một cái khóa học tiếp theo của trường Melbourne Polytechnic mà hiện tại đang có rất là nhiều bạn quan tâm đó là cái khóa học về Bachelor về Education Early Years. Thì cái khóa học Early Years này là dành cho các bạn tham gia những khóa học cho giáo dục từ bậc mầm non và tiểu học. Thì cái khóa học này bao gồm học các bạn sẽ học trong thời gian là 4 năm và do cái khóa học này về Education nên yêu cầu về tiếng Anh khá là cao. Các bạn sẽ phải đạt cái điểm IELTS là 7 chấm và không có band nào dưới 7. Ngoài ra thì các bạn cũng phải tốt nghiệp tương đương với lớp 12 của Úc và các bạn cũng sẽ có cơ hội để thực tập 130 ngày trong toàn bộ khóa học. Các bạn có cơ hội để thực tập trong các cái trường mầm non cũng như là các cái cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục bậc tiểu học của Úc. Ngoài ra thì cũng có một cái sự lựa chọn khác cho các bạn sinh viên. Nếu như các bạn thấy là mình chưa đủ điểm tiếng Anh thì có thể vào một bachelor, thì các bạn có thể cân nhắc học một cái pathway khác là các bạn sẽ học từ khóa diploma. Các bạn học diploma về Early Childhood Education and Care, sau đó thì các bạn có thể lên tiếp cái khóa bachelor. Với cái khóa diploma thì yêu cầu tiếng Anh của các bạn sẽ chỉ là IELTS 5.5 và không có band nào dưới 5. Đó. Và sau khi các bạn hoàn thành xong cái khóa học diploma thì các bạn hoàn toàn có thể là tiếp tục enroll vào cái khóa học bachelor. Đó. Thì như vậy là một cái sự rất là linh động của trường cho các bạn sinh viên, có thể đáp ứng được nhu cầu của tất cả các bạn sinh viên. Với những bạn mà đã tự tin với khả năng tiếng Anh của mình, các bạn có thể học ngay bachelor. Còn các bạn mà muốn có cái chương trình học ban đầu nó dễ hơn thì bắt đầu đi từ diploma và sau đó các bạn có thể lên tiếp bachelor. Would you like to introduce a little bit about the Bachelor of Hospitality or? Yes, I think that would be good. Can you go back a little bit? Yeah. Thì có một cái điểm đặc biệt với cái khóa Hospitality Management của trường ạ. Thì trường Melbourne Polytechnic do là trường công, trường của nhà nước. Chính vì vậy nên cơ sở vật chất của trường rất là tốt. Trường có cả một cái restaurant của trường, có kinh doanh ở bên ngoài. Tuy nhiên cũng là cái cơ hội cho các bạn sinh viên có thể thực tập ở cái restaurant này luôn. Thì đây là một cái cơ hội rất tốt cho các bạn sinh viên có thể cọ sát thực tế và các bạn cũng có cơ hội để thực tập trong cái quá trình học. Một điểm đặc biệt của khóa bachelor đó là khi mà các bạn học thì sẽ có cái phần capstone. Capstone đó là gì? Đó là trong cái quá trình học các bạn sẽ phải làm case study giống như là những cái tình huống thực tế bên ngoài để cho các bạn cọ sát với thực tế. Và những cái chương trình này các bạn sau này hoàn toàn có thể ghi vào trong CV của mình là mình đã hoàn thành những cái phần học như vậy với những cái phần placement như vậy. Và đây cũng là một cái điểm cộng cho các bạn khi mà sau này các bạn xin việc tại Úc.
Thì cái khóa học về Bachelor of Hospitality thì tương tự như vậy, các bạn cũng có thể là học Bachelor trực tiếp luôn với điểm tiếng Anh bắt đầu đầu vào là 6 chấm, hoặc các bạn cũng có thể đi từ Cert 4 của các khóa về cookery, các cái khóa về patisserie là làm bánh, hoặc những cái khóa về hospitality, sau đó các bạn sẽ lên tiếp khóa trip và Bachelor. Thì tổng thời gian các bạn học pathway sẽ là 3.5 năm, 3 năm rưỡi, còn cái khóa Bachelor các bạn sẽ học 3 năm. Okay, the next course I want to introduce is information technology. So for a Bachelor of IT, the duration will be 3 years as a standalone course. And the same as the other bachelors, it requires academic IELTS 6 with no band below 5.5. And in this course, from the second year, you can choose some popular streams like networking security or cybersecurity, and business information system, and also software development. So our bachelor program is accredited by ACS, which is Australian Computer Society, which means like you can use our qualification to apply for the skill assessment and then apply for the further visa. And there is also work placement involved in this course. I will introduce years later. And we also have a pathway option for a Bachelor of IT, which is Diploma of IT for 1 year. And then you will get 1 year credit into the Bachelor of IT for another 2 years. In total, the package will be 3 years, the same as the standalone Bachelor of IT. Well, you're going to receive 2 graduate certificates and also save a little bit of your tuition fee. And you will have more hands-on practical skills during the Diploma of IT. Well, if you apply for the pathway, then the requirement will be reduced to IELTS 5.5 only. Yes, cái khóa học tiếp theo của trường Melbourne Polytechnic là cái khóa học về Information Technology IT. Thì nếu mà quý vị và các bạn có xem trên fanpage của công ty APC á, thì hôm nay thì chị Liz Hoàng mới đưa ra một cái video clip hướng dẫn các bạn về cái đánh giá tay nghề cho cái ngành IT. Thì bởi vì là vừa qua thì APC nhận được khá nhiều các cái câu hỏi của các quý vị về cái khóa học IT và xem là có cơ hội định cư ở Úc với ngành IT này hay không. Thì chính vì vậy thì ngày hôm nay trường Melbourne Polytechnic có giới thiệu thêm cho các bạn về cái khóa học này, một khóa học mà đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị. Thì với cái khóa học Information Technology này thì các bạn sẽ học trong 3 năm. Và tương tự như một số các cái khóa học bachelor khác thì các bạn sẽ có yêu cầu đầu vào tiếng Anh IELTS là 6.0 và không có band nào dưới 5.5. Thì đến năm thứ 2 của cái bậc bachelor thì các bạn có thể chọn học tiếp cái chuyên ngành về networking security, an toàn mạng, hoặc là business information system BIS, hoặc là những cái khóa về software development. Một điểm đặc biệt của cái khóa học này đó là khóa học mình được accredited bởi cái tổ chức ACS, nghĩa là Australian Computer Society. Điều này rất là quan trọng bởi vì chỉ khi cái khóa học của các bạn được chứng nhận bởi ACS thì cái khả năng các bạn đánh giá tay nghề positive nó mới cao và có thể tham gia đánh giá tay nghề để có thể có cơ hội định cư tại Úc. Và trong cái khóa trình học cái khóa này thì các bạn sẽ có khoảng 12 tuần các bạn sẽ tham gia các cái chương trình thực tập ở trường cũng như là một số các cái công ty mà có cái network với trường. Ngoài ra với các bạn sinh viên mà muốn học từ bậc diploma, ví dụ như điểm tiếng Anh của các bạn chưa có đủ 6 chấm chẳng hạn, các bạn thì chỉ cần yêu cầu tiếng Anh 5.5 thì các bạn đã có thể tham gia các khóa học diploma rồi. Và cái chương trình học diploma sau đó lên bachelor thì tổng thời gian cũng chỉ là 3 năm. Và cái điểm lợi của cái pathway này đó là các bạn sau 3 năm sẽ có được hai cái bằng. Cái bằng thứ nhất là bằng diploma và cái bằng thứ hai là bằng bachelor. Thì như vậy cũng sẽ rất là có lợi cho các bạn nếu các bạn tham gia theo cái pathway option này. Một điều nữa đó là khi mà các bạn học từ diploma sau lên bachelor ấy, thì cái tiền học phí nó cũng sẽ giảm đi được một phần khá là lớn cho các bạn. Thì đây là hai cái option cho các bạn mà quan tâm đến cái ngành information technology. Và cũng có thể các bạn có thể tham khảo thêm trên fanpage của công ty APC để các bạn biết thêm về các cái quy trình đánh giá tay nghề sau khi mà các bạn hoàn thành xong cái khóa học IT này. And apart from the Bachelor of IT, Bachelor of Civil Engineering will be the second place in most popular course among our international students. So currently, we have about 200 students studying in Bachelor of IT,
and more than 100 students studying in Bachelor of Civil Engineering. And the duration for the Bachelor of Civil Engineering will be 4 years with academic IELTS 6.0 with no band below 5.5. And also there is an extra requirement as Australian Year 12 equivalent mathematic result because it's engineering related course. And this course also accredited by Engineers Australia, which means like you can easily apply for the skill assessment after graduation. In this course, you will choose different streams from your third year because it's a 4 years course. You can choose from structural engineering, transportation engineering or construction management. And also it includes optional 12 weeks of the work placement. So this course also involves in pathway options from a diploma of engineering for 1 year and then followed by Bachelor of Engineering for 3.5 years. So this package mostly designed for students who doesn't have any mathematic result in their year 12, then they can apply the package through the bachelor. And the English requirement for the pathway will be academic IELTS 5.5 with no band below 5.0. Yeah. Thì một cái khóa học tiếp theo mà rất là phổ biến với các bạn sinh viên quốc tế tại trường Melbourne Polytechnic đó là khóa Bachelor về Civil Engineering. Thì hiện tại ở bên trường khóa học mà nổi tiếng gọi là phổ biến nhất với các bạn sinh viên quốc tế là khóa học về IT và thứ hai là khóa học về Civil Engineering. Tại vì các bạn cũng có thể thấy là cái cơ hội định cư cho các bạn học hai cái ngành này nó khá là cao ở Úc. Thì với khóa học Bachelor of Civil Engineering thì các bạn cũng sẽ học là 4 năm và yêu cầu tiếng Anh đầu vào của các bạn sẽ là 6.0 IELTS và không có band nào dưới 5.5. Ngoài ra thì bởi vì nó học Engineering nên là cũng sẽ yêu cầu các bạn cái điểm toán của các bạn là năm lớp 12. Và một điểm nữa của cái khóa học Bachelor này là khóa học được accredited bởi Engineers Australia. Và chính vì khóa học được accredited như vậy nên là các bạn sẽ có khả năng làm đánh giá tay nghề, skill assessment sau khi hoàn thành khóa học rất là tốt. Trong cái khóa học này thì cũng giống như một số các khóa học khác của bên trường thì trường cũng offer 12 tuần thực tập cho các bạn. Thì các bạn có cơ hội cọ sát cũng như là các bạn có thể thực hành và sẽ tự tin hơn khi mà kết thúc khóa học để tham gia thị trường lao động. Với các bạn sinh viên mà chưa có điểm IELTS đủ 6.0 mới chỉ đạt IELTS 5.5 chẳng hạn, hoặc là các bạn chưa có cái điểm toán của Year 12 tương đương với Year 12 của Úc thì các bạn có thể học theo pathway là các bạn đi từ khóa diploma sẽ là 1 năm, sau đó các bạn sẽ học tiếp lên khóa Bachelor of Engineering sẽ là 3.5 năm. Vậy là tổng thời gian của cái pathway này của các bạn sẽ là 4.5 năm, và sau 4.5 năm thì các bạn sẽ có 2 bằng, bằng Bachelor và bằng diploma. Thì đây cũng là một cái lựa chọn mà nhiều bạn sinh viên cũng đang cân nhắc, bởi vì nó cũng sẽ là cái đầu vào thấp hơn, cộng với cả là các bạn cũng sẽ tiết kiệm được một phần chi phí về học phí. Yeah. Yep. Okay, and the last one I want to introduce is the Bachelor of Agriculture and Technology. This one, as the unique provider within Victoria State, so our graduates really have high demand, really been high demanded in the market, and as we all know, Australia rely on agriculture industry a lot. So every year they're going to recruit lots of graduates from each schools. And this one is this course is the only one we can guarantee the employment rate. So more than 95% of our students will be will find ongoing position within 6 months after graduation. Comparing to other bachelor qualifications, bachelor degrees, so this one's really high employment rate. And duration for this course will be 3 years. And we require IELTS 6, the same as the other bachelor degrees. Well, additional requirement for this course is Australian Year 12 equivalent mathematics and biology or chemistry result. If you don't have any of the result, if you don't have any biology or chemistry result, that's fine. We can arrange a bridging programs for you before commencing the course.
In this course, we have three different streams you can choose from the second year. So one is agronomy, and the second one, which is also the most popular one, will be winemaking and viticulture. Or you can choose to not choose any streams and just do general agriculture and only select the subjects you have interest in different streams. And also we have built-in work placement in this course, in the curriculum. So for a student who doesn't have any experience, it might be quite difficult to get into this course and catch up with the others. So we also design a diploma pathway to the bachelor. So the diploma will be 1.5 years. Then you get 1 year credit into the Bachelor of Agriculture for another 2 years. So in total will be 3.5 years. And also with a lower English requirement for this one. Yeah. Một khóa học nữa mà rất là phổ biến cũng như là được sự quan tâm của nhiều các bạn sinh viên đối với trường, đó là khóa học về Bachelor về Agriculture và Technology. Thì như mọi người cũng biết là nước Úc thì phụ thuộc rất là nhiều về nền công nghiệp, và công nghiệp của Úc đóng vai trò rất là lớn với GDP chung của cả nước. Chính vì vậy nên là Úc luôn luôn có những cái khóa học để mà có thể cải tiến thêm về cái công nghệ về nông nghiệp. Và với trường Melbourne Polytechnic thì là trường duy nhất ở cả bang Victoria mà cung cấp cái khóa học Bachelor về Agriculture và Technology này. Khóa học này thì sẽ kéo dài 3 năm và cũng tương tự như một số các khóa học Bachelor khác thì cái điểm đầu vào tiếng Anh của các bạn sẽ phải là IELTS 6.0 overall, và các bạn sẽ không có band nào dưới 5.5. Và ngoài ra thì do là học về Agriculture nên các bạn cũng sẽ phải có những cái điểm tương đương điểm toán, điểm sinh và điểm hóa. Sau khi học xong năm thứ nhất thì các bạn có thể chọn học theo chuyên ngành. Các bạn có thể chọn cái chuyên ngành là Agronomy, hoặc là cái chuyên ngành thứ hai rất là phổ biến, đó là winemaking, làm rượu á, và viticulture. Còn nếu mà các bạn thấy là mình cũng chưa sure lắm là mình muốn học cái chuyên ngành gì thì các bạn có thể đăng ký là học vào general. Yeah. Ngoài ra thì trong cái quá trình học ở đây thì các bạn cũng sẽ được tham gia thực tập rất là nhiều. Và khóa học này là cái khóa học duy nhất mà nhà trường có thể cam kết đến 95% các bạn sinh viên sau 6 tháng, trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp khóa học, là các bạn có thể tìm được việc làm. Bởi vì là cái tỷ lệ cái trường mà cung cấp cái khóa học này rất là ít, và chính vì vậy nên là khi mà các bạn tốt nghiệp cái khóa học Bachelor về Agriculture và Technology thì cái cơ hội việc làm của các bạn là rất là cao. Yeah. Với những bạn học sinh mà chưa đủ điểm IELTS 6 chấm, hoặc là các bạn cũng chưa có cái điểm tương đương với điểm toán và điểm sinh và điểm hóa của lớp 12 của Australia, thì các bạn cũng có thể cân nhắc cái pathway là các bạn đi từ bậc diploma học 1.5 năm, sau đó các bạn sẽ học tiếp Bachelor là 2 năm. Thì với cái pathway này thì các bạn chỉ cần đạt điểm tiếng Anh IELTS là 5.5, không có band nào dưới 5, là các bạn đã có thể đủ yêu cầu để tham gia cái khóa học này rồi. Thì đây cũng là một cái lựa chọn để cho các quý vị phụ huynh và cho các bạn sinh viên cân nhắc, bởi vì cái khóa học này không có nhiều trường cung cấp, và hiện tại ở Úc cũng như một số nước đang rất cần các bạn mà có kinh nghiệm trong cái ngành agriculture, và đây cũng vẫn là một cái ngành mà có cơ hội cho các bạn định cư trong tương lai, nên là rất là hy vọng là quý vị có thể cân nhắc thêm cái option này. Và nếu có bất cứ cái câu hỏi gì liên quan đến khoa học thì có thể liên hệ với team của APC cũng như là bên chỗ trường Melbourne Polytechnic. Yeah. Yeah. And apart from the courses I just introduced, we also offer like a lot of other programs, including like Bachelor of Built Environment, which is architecture, and also art related or design related courses. So now I will introduce the industry placement program. So this program we designed for international students only, because we find out like, especially in Australia, so the employers value experience much more than the like qualifications. And also it's not quite easy for international students looking for internship or placement opportunities. So we run this program as optional. So it's not part of the course, but students can apply within 6 months after graduation. We're gonna encourage them to finish the course first and then come back to apply for this opportunity. So the industry placement available for like several courses,
including Master of Accounting, Bachelor of Accounting, Hospitality, IT, and Engineering. So those courses are quite popular for international students, but quite hard to find internship after graduate, and also include Bachelor of Business as well, not mentioned here, but we add this one recently, include in this program. So after 12 weeks of the industry placement, students will get a certificate and a reference letter from the employer for them to step into the job market and apply for their further jobs. Or if they are lucky enough, they will stay in the same company for an ongoing position. So this program, we hire a professional internship agency to run for us. So we will cover, international office will cover the cost. Students doesn't need to pay anything. They just need to submit the application through us and complete the 12 weeks with their best effort. Yeah. Và như lúc phần trước đó, thì chị Sire có chia sẻ với chúng ta là trường TAFE Melbourne Polytechnic của chính phủ Úc ạ, thì có một đặc điểm nổi bật, đó là trường tập trung rất là nhiều về cái việc cho các bạn sinh viên có cơ hội được thực tập ở trong các cái ngành. Bởi vì là thực sự là với các bạn sinh viên quốc tế thì để có thể tìm việc được ở Úc rất là khó, bởi vì các công ty ở Úc đều đánh giá cao cái việc mà các bạn có các kinh nghiệm local experience, cái điều đó rất là quan trọng. Thế và với các bạn sinh viên quốc tế thì khi mà các bạn chưa có cái network ở Úc, như là các bạn chưa có biết nhiều đến các công ty ở Úc, thì cái cơ hội để các bạn xin việc sau khi tốt nghiệp thì nó khá là khó. Chính vì thế nên trường có một cái chương trình rất là đặc biệt, chương trình hôn là Industry Placement. Thì cái chương trình Industry Placement này là chỉ dành riêng cho các bạn sinh viên quốc tế và sẽ bao gồm 12 tuần thực tập. Thì cái chương trình này, 12 tuần thực tập này, nó không nằm trong cái chương trình học của các bạn. Thế nhưng các bạn có thể option, các bạn có thể là chọn sẽ tham gia cái chương trình thực tập 12 tuần này hoặc là không. Thì nếu các bạn muốn tham gia thì các bạn chỉ cần đăng ký với cái bộ phận International Student và bên bộ phận đó sẽ hỗ trợ các bạn để tìm các công ty để các bạn có thể thực tập. Và các bạn không cần phải trả bất cứ một phí gì cho trường khi mà tham gia cái chương trình Industry Placement này cả. Và với cái chương trình 12 tuần này thì sẽ dành cho các bạn sinh viên quốc tế khi mà tham gia các cái khóa học, ví dụ như là Master of Practicing và Professional Accounting, các khóa học Bachelor of Accounting, hoặc cái khóa Bachelor về Hospitality Management, khóa Bachelor về IT, hoặc là khóa Bachelor về Engineering. Và ngoài ra có một cái khóa nữa là cái khóa về Business ạ, thì trường cũng có cung cấp cái Industry Placement cho các bạn nữa. Thì đây là một điểm cộng của trường, bởi vì là các bạn sinh viên quốc tế khi mà đến Úc thì cũng có thể thấy rằng là cơ hội để các bạn thực tập ở các công ty ở Úc không hề dễ. Và khi mà có sự hậu thuẫn của trường thì sẽ thuận lợi hơn các bạn rất là nhiều. Và khi mà các bạn có cơ hội thực tập ở đây thì các bạn sẽ có cái bản CV tốt hơn và các bạn cũng có cơ hội làm việc tiếp với những công ty đó sau khi mà các bạn đã tốt nghiệp. So during the COVID-19 period, we understand that students may and the parents may have concern about course running. Well, like to help some students to meet their gap and commence the course earlier, we arranged this trimester, which gonna commence on 27th of November for the courses including Bachelor of Accounting, Civil Engineering, Hospitality, and IT. And we understand currently Melbourne is still quite restrict and also the borders not been open, the Australian border not been open yet. So we will arrange most of our bachelor programs online. Well, for students applying for certificate or diploma level, because it involves lots of practical parts, so we will arrange them back to the campus and try to minimize the size of the class as small as possible. And for example, previously we have 20 students per group, but now we reduce to 10 per group to maximize the the personal distance between each student. And for current students, we are trying our best to giving them further extension in tuition fees and also helping them
through the like lockdown lives, through like video chat or like phone calls. And also our SLAM, which is the Student Activity Center, arranging like online activities for students as well, like yoga courses, like and also like different campaign online. So for student, like they do care about our students' mental health at the same time. Okay, I think that's my part. And I will just pass back to you. Yeah. Thì với Intake tháng 11 năm 2020 á, thì trường cũng có một số các cái khóa học sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng 11. Yeah. Yeah. Okay. So OK, thì với các cái intake tháng 11 năm 2020 á, thì trường có một số khóa như là khóa Bachelor về Accounting, rồi Bachelor về Engineering Technology. Đó. Thì một số những cái khóa học này thì các bạn có thể bắt đầu vào từ tháng 11. Và với những cái khóa học này thì các bạn cũng có thể cân nhắc là sẽ nộp hồ sơ sớm từ bây giờ để mà có thể có chỗ available cho các bạn học trong cái intake tháng 11 này. Và trong cái giai đoạn vừa rồi thì các bạn cũng biết là ở Melbourne cũng như một số các thành phố của Úc thì vẫn bị ảnh hưởng của dịch Covid. Chính vì vậy nên là nhà trường cũng ưu tiên cho các cái khóa học mà cần có cái sự tương tác thực tập nhiều ở trường đến có thể quay lại trường học sớm hơn. Tuy nhiên thì vẫn cứ giữ cái khoảng cách của các bạn, một lớp học có thể là sẽ chỉ 10 bạn học sinh thay vì 20 bạn học sinh như trước đây. Và như vậy thì cũng sẽ cho các bạn có cơ hội được thực tập tốt hơn và các bạn cũng sẽ giữ được cái phần giữ khoảng cách giữa các bạn học sinh để giảm thiểu cái việc lây nhiễm bệnh COVID ở Úc. Thì trên đây là một số những chia sẻ của chị Sai Wang về những khóa học của trường cũng như là các thông tin rất là quý báu về yêu cầu đầu vào của trường cho các cái khóa học mà đang được sự quan tâm của nhiều các bạn sinh viên Việt Nam. Thì một phần nữa mà mình thấy là rất là thú vị đó là trường thì là một trường TAFE của chính phủ nên đề cao về những cái hoạt động liên quan đến internship, liên quan đến industry placement. Đây là một điểm cộng mà các bạn cũng có thể cân nhắc khi mà tham gia các khóa học của trường. Yeah, thì phần tiếp theo của chương trình như mình có nói ban đầu thì có một bạn học sinh Yến Nhi hiện đang là sinh viên của trường Melbourne Polytechnic. Hôm nay Yến Nhi không có tham gia livestream trực tiếp được cùng với chúng ta. Thế nhưng mà Yến Nhi đã làm một cái video clip rất là xinh, dễ thương và có thể chia sẻ với các bạn về các cái trải nghiệm của Yến Nhi khi mà tham gia khóa học tại Melbourne Polytechnic. Và bây giờ thì có lẽ là mình sẽ show cái video đó để mọi người có thể thấy được những cái chia sẻ của các bạn sinh viên thực tế ở trường như thế nào và có những cái trải nghiệm như thế nào trong thời gian học ở đây ha. Xin chào tất cả mọi người đang xem livestream của chị Lít Hoàng và trường Melbourne Polytechnic. Thì mình tên là Yến Nhi, hiện tại mình đang học Bachelor of Early Years ở trường Melbourne Polytechnic. Thì tính đến thời điểm hiện tại á, thì mình rất là happy với lại trường Melbourne Polytechnic luôn. Thì trong cái khoảng thời gian vừa rồi á, thì như các bạn đã biết mình phải ở nhà rồi mình phải học online. Thì trong cái khoảng thời gian học online nó khó, thực sự là nó rất là khó hơn so với mình học face to face á. Thì mình không thể trao đổi bài với bạn, không thể trao đổi bài được với lại giáo viên này nọ. Nhưng mà giáo viên bên trường á cực kỳ support tụi mình luôn. Giống như là người ta cứ gửi email, người ta hỏi là mình có cần giúp gì không, mình có cần giống như là bài assignment này, mày có muốn hỏi câu hỏi gì không, rồi mày có làm được không. Rồi cái bên coordinator cũng cứ email mình hỏi là cái việc học của mình ra sao rồi. Nói chung là nó làm mọi cách bên trường á, rất là hỗ trợ mình. Thì cái đó là cái phần mà mình cực kỳ happy luôn. Tại vì mặc dù học ở nhà nhưng mà mình được support rất là nhiều, nên mình cảm thấy là ok, mình cái việc học của mình cũng trôi chảy, cũng không có đến nỗi nào. Yeah, cảm ơn Yến Nhi rất là nhiều với những chia sẻ của em. Qua cái chia sẻ của Yến Nhi thì mọi người cũng có thể thấy được là chất lượng giảng dạy của trường Melbourne Polytechnic cũng như là sự support của nhà trường cho học sinh, đặc biệt là trong giai đoạn học online là rất là tốt. Và rất là hy vọng rằng sẽ có nhiều hơn nữa các bạn học sinh như Yến Nhi sẽ cân nhắc các khóa học tại trường Melbourne Polytechnic. Và các bạn có thể liên hệ với team của APC để hỗ trợ các bạn trong toàn bộ cái quá trình chuẩn bị hồ sơ cũng như là nộp để mà chúng ta có thể bắt đầu khóa học từ intake tháng 11 này, đúng không ạ? Yeah. Okay, so Sire, thank you so much for sharing with us very useful information. I think that the students have a great overview about the school, about different courses you offer, as well as the requirements, so that they can better prepare for their study in Australia.
We have one question from one of the students today. The student is currently studying nursing, but she wants to change to study about early education because she thinks that it might fit better with her passion and strengths. So is it possible for students from other institutions to change the course and continue to study in Melbourne Polytechnic? Yep. And also I can say like during the COVID-19 period, especially for onshore students, it's a really good opportunity for them to switch to like the courses they have more interest in, because currently we are quite released on the admission or GTE requirement. So as long as the students still has a valid valid student visa here, then we'll accept them into the program. And also for Bachelor of Education, we need to have a look at the student's English proficiency. Yeah, as I understand, like if the student's studying nursing, then I think the English, is already pretty high. Yeah, the same as Bachelor of Education already. Yeah, and if they do have interest, they can have a chat with our teachers, like through Zoom or through like different social media account. Or later, once the campus been open, they can come for a campus tour as well, because the next available intake will be in February 2021. Yeah. And during this time, we still recommend the student to maintain study, either in nursing or like to apply for a short study to meet the gap. Yeah, just in case when they apply for the next visa, there won't be some obvious gap in. Ok, yeah. Thì lúc nãy thì mình có nhận được một câu hỏi của một bạn học sinh, đó là hiện tại bạn đang học nursing ở Úc. Tuy nhiên thì sau một thời gian học thì bạn thấy là bạn không thực sự phù hợp với cái ngành nursing và bạn muốn chuyển sang học về early education. Thì bạn cũng đặt câu hỏi với chương trình là trong trường hợp đó thì bạn có thể chuyển sang học tiếp cái ngành early education ở trường Melbourne Polytechnic hay không? Thì chị Sire có trả lời là hoàn toàn được, và giai đoạn này chính là cái giai đoạn rất là hợp lý để các bạn có thể cân nhắc cái ngành học nào mà phù hợp nhất với mình về khả năng, về cũng như là cái mong muốn làm việc trong tương lai. Bởi vì hiện tại thì trường cũng có rất là nhiều các sự hỗ trợ cho các bạn sinh viên khi mà các bạn muốn đăng ký cái khóa học mới tại trường. Thì cái khóa học về education của trường thì sẽ bắt đầu vào intake tháng 2 năm sau. Chính vì vậy nên trong giai đoạn này thì các bạn có thể cân nhắc là tiếp tục học tiếp cái khóa nursing của mình cho đến khi mà các bạn có thể bắt đầu cái khóa học education vào đầu năm sau. Hoặc các bạn cũng có thể cân nhắc là tham gia các khóa học ngắn hạn để mà không có cái bị không bị cái study gap trong cái quá trình này. Tại vì các bạn biết là nếu mà mình có cái study gap trong cái quá trình ở Úc thì sau này khi mà các bạn xin gia hạn visa thì nó cũng sẽ khó hơn, các bạn sẽ phải giải trình kỹ hơn cái giai đoạn đó. Thì nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể là liên lạc với team của IPC và team sẽ hướng dẫn các bạn các cái thủ tục để các bạn có thể đăng ký cái khóa học mới ở bên trường Melbourne Polytechnic, và đồng thời cũng có thể là thu xếp cho các bạn gặp gỡ với giáo viên của bên trường để các bạn để hiểu hơn về các khóa học của bên trường ha. Yes, and there's another question from the student that the student wonder if they change from another institution to Melbourne Polytechnic, will they be able to have the credit transfer? Okay, so it depends on whether the two courses. So is it possible for them to get the credit transfer from Melbourne Polytechnic? Yep, so if there are two courses quite related, like business and accounting or hospitality. Thì một câu hỏi thứ hai của bạn là học sinh. But if you say like from nursing to thì câu hỏi của bạn đó là nếu mà bạn đang học một cái khóa học khác. Yeah, it's gonna be a little bit hard. Maybe they will get one or two like elective subjects as the credit. Yeah, but it's not that common. Yeah, but if they are studying, they want to continue with the same course with us, definitely they will get the credit transfer. Thì với những cái bạn mà ví dụ như bạn đang học một cái khóa học về IT chẳng hạn ở một trường khác, và bây giờ bạn học tiếp ở bên IT ở Melbourne Polytechnic chẳng hạn, thì lúc đấy các bạn có thể là làm hồ sơ để mà xin credit transfer chuyển điểm sang. Thế nếu mà các bạn học các ngành học khác, ví dụ từ nursing mà các bạn muốn chuyển qua cái khóa học về education chẳng hạn, thì hai ngành học khác nhau, các môn học cũng khác nhau, nên là tất nhiên là cũng sẽ rất là khó để mà có thể chuyển điểm. Tuy nhiên thì nhà trường có thể cân nhắc từng các trường hợp và xem những cái môn học nào các bạn đã học và những cái môn học nào tương đương thì có thể chuyển điểm cho các bạn.
thì đây cũng là một điều mà các bạn có thể cân nhắc. Yeah. Yes, and one more question from the student. I think it's the existing student from Melbourne Polytechnic, because the student wants to ask when they can go back to school on face-to-face learning. Okay, yeah, I think students like asking that a lot because they're missing the campus life. Yeah, currently, according to the like the permission from the Victoria State, so from next week, we're going to slowly have part of our students going back to the campus to do the face-to-face classes. And currently, we arrange the face-to-face classes for like mostly certificate and diploma program students. And it's only among their practical parts. Like commercial cookery, they have to work in the kitchen and do the practicing. But if they are studying like theory, subjects, like especially like Bachelor of Accounting, Business, mostly they're gonna still remain online until like we have the case quite cleared, and it's better to stay safe at this like current stage as well. Yeah. Một câu hỏi tiếp theo mình nhận được chắc là của một bạn sinh viên hiện đang học tại trường, thì bạn muốn hỏi là bao giờ các bạn có thể quay lại trường học face to face. Thì có lẽ là câu hỏi này rất là nhiều bạn quan tâm, bởi vì các bạn sau một thời gian học online thì các bạn rất là nhớ trường, nhớ lớp, nhớ các bạn và cũng muốn quay lại học với cả các bạn ở lớp. Thì hiện tại thì tình hình Covid ở Melbourne cũng đã được kiểm soát khá là tốt. Tuy nhiên thì chính phủ thì vẫn khuyến cáo là với những cái bạn mà có thể học online tiếp tục được thì chúng ta vẫn tiếp tục học online. Nhà trường sẽ ưu tiên cho các bạn học sinh học các khóa certificate hoặc diploma mà các bạn cần phải có thực tập thì các bạn có thể quay lại trường thực tập sớm hơn. Tuy nhiên thì vẫn giữ cái giãn cái khoảng cách xã hội, là các bạn sẽ học những cái khóa học mà các lớp học sẽ số lượng các bạn học sinh sẽ ít hơn. Yeah. Và nhà trường cũng sẽ thông báo cho các bạn học sinh kịp thời khi mà các cái khóa học bắt đầu quay trở lại học face to face ha. Yeah. Okay, yep. So I think those are some of the key questions that I received from the student today. It has been really useful information from you, Sire. And before we conclude the live stream today, I also want to have some of your comments about some of your feedback about the collaboration with IPC and how we can kind of support each other more and how we can bring more students from Vietnam to Melbourne Polytechnic. Since I'm working with Melbourne Poly, I've started working with Australian Pathway Consultant and consulting. And also during this period, working with Liz Hong and today meeting with Ming. So it's a really positive experience. Well, we can see they're carrying students a lot and really doing the good for the students. It's not like just want to make some commission or something from the student, but they do care about the student's future future pathway and future goals. So I'm really happy to have this opportunity today to meet Ming and also have this seminar for our international students. And I really recommend students to talk with APC like deeply. As long as they have any inquiries about the visas or courses, even not with us, with other schools. So I think APC will find the best way, best pathway or course for the students' best future. Thank you. Yeah, thank you so much, Osire. It's also a great pleasure for us to have a chance working with you. You are always really supportive and always provide us really kind of quick feedback about each application from the student, and it also helps both APC and also the student to better plan for their study and consider which option would be the best for them, considering their English level, academic level, and the budget as well. Yeah. So again, thank you so much for joining us in the live stream today, and we look forward to the continued collaboration with you and Melbourne Polytechnic, and wish you all the best. Okay, thank you. Thank you, and bye everyone. Bye. Bye.